ông lấy cái danh sách giùm tôi các bạn. Đây, anh không gì. Không có bộ đồ mặc luôn. Đi đâu mặc đồ luôn. Chưa tới đó bạn. Ủa, đó. Nó đi trước tôi nữa mà. Chưa tới. Hai giờ một. Và xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn, chúng ta cùng có mặt tại sân vận động Thống Nhất để cùng theo dõi trận đấu giao hữu trong buổi chiều ngày hôm nay, cuộc đối đầu giữa hai câu lạc bộ Nông Trường Cầu Khởi và câu lạc bộ Trung Niên Quận 9. Ngày hôm nay đến với trận đấu này thì các cầu thủ bên phía Nông Trường Cầu Khởi họ ra sân với bộ trang phục áo vàng quần xanh tất xanh, và hiệp đấu đầu tiên họ đang bảo vệ khung thành bên phía tay trái mảnh nhỏ của tất cả quý vị và các bạn. Trong khi đó thì các cầu thủ của đội bóng Trung Niên Quận 9 họ ra sân với bộ trang phục áo xanh quần xanh tất xanh, và hiệp đấu đầu tiên họ đang bảo vệ khung thành bên phía tay phải bên chiều ngược lại. Như vậy là một trận đấu cũng đã chính thức được bắt đầu. Và để tiện cho tất cả quý vị và các bạn theo dõi thì chúng tôi xin được phép giới thiệu đội hình của hai đội bóng ngày hôm nay như sau. Bên phía Nông Trường Cầu Khởi, đội hình của họ bao gồm đội trưởng mang áo số 6 đó là Nguyễn Hữu Lộc, số 10 Đặng Thành Công, số 12 Nguyễn Thành Trí, số 22 đó là Nguyễn Đình Quy, số 15 Quỳnh Thanh Tâm, số 1 Thủ Thành Mai Xuân Sự, số 17 đó là Chế Thành, số 21 Hùng Cường, số 26 Minh Nghĩa, số 19 Hồng Quỳ, số 4 đó là Trọng Khiên,
số 6 Quốc Thành, số 5 Minh Trung, số 3 Thanh Hải, số 10 Thành Công, số 8 Công Tài, số 13 Văn Thương, số 24 đó là Thái Bình. Thêm một cầu thủ áo số 01 nữa đó là Văn Sang và số 11 đó là vị trí của Văn Hải. Bên phía câu lạc bộ Trung Niên quận 9, đội hình của họ bao gồm thủ thành áo số 1 đó là Văn Danh, số 2 Văn Nam, số 3 An Ninh, số 4 Thanh Hải, số 5 Tấn Minh, số 6 Anh Dâu, số 7 Hồ Điệp, số 8 Hữu Mỹ, số 9 Anh Ánh, số 10 Anh Hiến, số 12 đó là Đình Cường, số 13 Viết Thanh, số 14 đó là Michel, số 15 Anh Tuấn, số 16 Xuân Long, số 17 Đình Tùng, số 18 Quốc Trung, số 19 Công Khanh và số 20 đó là Thanh Hải. Một buổi chiều khá đẹp trời và mặt sân cỏ tại sân vận động Thống Nhất lúc này cũng có thể nói là rất tuyệt vời. Mặt cỏ cực kỳ đẹp nhưng thời tiết lúc này có vẻ sẽ là hơi nắng nóng dành cho cả hai đội bóng nông trường Cầu Khởi và Trung Niên quận 9. Nỗ lực áp sát chưa thành công của số 21 bên phía câu lạc bộ nông trường Cầu Khởi đó là vị trí của Hồng Cường. Xin gửi lời chào đến bình luận viên Rô Béo đang tương tác với anh em ekip qua sóng truyền thông của Media 68 lúc này. Rất hy vọng các bạn chúng ta có thể dành ra vài giây để chia sẻ đường link của trận đấu ngày hôm nay. Trọng tài xác định sẽ là một quả ném biên dành cho các cầu thủ bên phía câu lạc bộ Trung Niên quận 9. Pha xử lý là của Anh Ánh. Tình huống xoay trở của cầu thủ áo số 9 nhưng không thành công, quá đơn độc. Không có một đường chuyền ngang dành cho Quốc Trung. Số 18 đang khá chống trải. Nhưng Anh Ánh đã không thể có được một góc quan sát tốt khi mà các cầu thủ áo vàng đã vây ráp rất khó chịu. Đường chuyền hay. Bóng lại về chân của các cầu thủ bên phía câu lạc bộ nông trường Cầu Khởi. Rất hay, không có lỗi việt vị. Đây sẽ là thời cơ dành cho nông trường Cầu Khởi. Đường chuyền không được rồi. Quá đáng tiếc. Đường chuyền không thành công của số 5. Xin vị của cầu thủ áo số 2 bên phía nông trường Cầu Khởi. Pha thoát xuống vừa rồi đã không thể mang lại một cơ hội rõ ràng dành cho các cầu thủ áo vàng. Hơi đáng tiếc dành cho tình huống căng ngang vừa rồi của cầu thủ áo số 2. Bên phía nông trường Cầu Khởi đây sẽ là câu trả lời của Trung Niên quận 9. Thời cơ quay trở lại dành cho các cầu thủ áo vàng. Đây là số 10 Đặng Thành Công. Rất hay, không có lỗi việt vị. Đây sẽ là thời cơ dành cho số 7 của các cầu thủ áo vàng. Không vào. Bóng vẫn còn. Pha xử lý tốt của thủ thành bên phía đội bóng Trung Niên quận 9. Đã có hai cơ hội rất rõ ràng dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng áo vàng nhưng họ đều bỏ lỡ cơ hội ngon ngang. Chúng ta sẽ cùng theo dõi lại pha thoát xuống và dứt điểm không thành công của cầu thủ mang áo số 7. Những tình huống chưa thật sự an toàn ở trung tâm hàng phòng ngự. Bảy việt vị đã được dâng lên nhưng đó sẽ là một con dao hai lưỡi. Và rõ ràng chúng ta có thể thấy các cầu thủ vàng họ đang phá bảy việt vị khá hay. Vẫn còn. Kịp không? Vẫn tiếp tục là các cầu thủ áo vàng. Pha phòng ngự kịp thời của số 3 Anh Ninh. Như vậy sẽ có một quả đá phạt góc dành cho các cầu thủ bên phía câu lạc bộ nông trường Cầu Khởi. Quá đơn giản dành cho thủ thành của câu lạc bộ Trung Niên quận 9. Có vẻ đó là vị trí của số 1, vị trí của Văn Danh. Thời cơ quay trở lại dành cho các cầu thủ áo xanh. Rất hay, không có lỗi việt vị, kịp không? Vẫn còn. Những pha ngoặt bóng khá hay, đưa bóng vào trong. Vào! 1-0 dành cho các cầu thủ Trung Niên quận 9 và người làm bàn đó là số 9. Vị trí của Anh Ánh. Rất bất ngờ.
có được những thời cơ ngon ăn, nhưng các cầu thủ trung niên Nông Trường Cầu Khởi họ đã bỏ lỡ thời cơ ngon ăn và bây giờ họ phải trả giá với bàn thắng vừa rồi của các cầu thủ trung niên quận 9. Pha phối hợp quá hay và chỉ có hai chiếc bóng áo xanh thoát xuống trong tình huống vừa rồi cũng đủ để mang về bàn thắng dành cho trung niên quận 9. Chúng ta sẽ cùng theo dõi lại pha quay chậm. Trước đó là pha xử lý khá hay của Thanh Hải. Và tình huống đưa bóng vào trong, pha di chuyển cũng là rất hợp lý của cầu thủ áo số 9 Anh Ánh. 1-0 dành cho câu lạc bộ trung niên quận 9. Đội bóng áo xanh họ đang chơi khá hiệu quả. Pha chạm bóng vừa rồi đến từ vị trí của Quốc Trung. Rất khéo. Hơi chần chừ. Bóng lại về chân của các cầu thủ áo xanh. Đường chuyền hay. Tiếp tục là pha thoát xuống nữa của các cầu thủ xanh. Đường chuyền ngang. Không được. Thời cơ đã bị bỏ lỡ. Pha căng ngang chưa thành công nhưng sẽ mang về một quả đá phạt góc dành cho các cầu thủ bên phía trung niên quận 9. Xin chào Đệ Giải Cứu. Cũng đang theo dõi trực tiếp trận đấu qua sóng live stream của Media 68 Bóng Đá Phố Miền Tây lúc này. Thời tiết vẫn đang là khá nắng nóng. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi cơ hội dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng trung niên quận 9 ở trong tình huống này. Một quả đá phạt góc khá khó chịu. Quốc Trung, số 18 đã chạm bóng nhưng không thể có được pha dứt điểm. Không được. Pha xử lý bóng lỗi của số 21 đó là Hùng Cường. Đường chuyền của số 20 đó là Thanh Hải. Tiếp tục là Thanh Hải, Quốc Trung. Lỗi việt vị của số 7. Vừa rồi thì Hồ Điệp nếu như anh bỏ bóng cho số 4 Thanh Hải thì sẽ hợp lý hơn. Thời cơ quay trở lại dành cho các thủ vàng. Không có lỗi việt vị. Nhưng lần này bóng đã trôi hơi sâu. Thanh Hải. Kịp không? Bóng vẫn còn. Quốc Trung. Không được. Pha xử lý chưa thành công của số 18. Pha xử bóng hay. Vẫn còn. Thời cơ dành cho số 14 dứt điểm ngay. Không vào. Pha xử lý tốt của cầu thủ bên phía Nông Trường Cầu Khởi nhưng đã không có bàn thắng ở trong tình huống này. Pha chọc khe khá hay. Tình huống chọc khe đến từ vị trí của cầu thủ áo số 11 đó là Văn Hải. Hơi đáng tiếc là cú dứt điểm của đồng đội lại đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc và không có được bàn thắng gỡ hòa dành cho Nông Trường Cầu Khởi ở trong pha bóng vừa rồi. Thời cơ tiếp theo dành cho các cầu thủ vàng. Pha mở tốc độ rất hay nhưng đó là một pha xử lý chuẩn xác của thủ thành bên phía trung niên quận 9. Thanh Hải. Không được. Tình huống chuyền bóng một chạm không thành công của số 7 Hồ Điệp. Bóng lại về chân của các cầu thủ bên phía Nông Trường Cầu Khởi. Một đường chuyền lỗi. Rất hay. Vẫn còn. Bàn thắng thứ hai dành cho trung niên quận 9. Một đường chuyền quá hớ hình của cầu thủ hàng phòng ngự bên phía Nông Trường Cầu Khởi và họ đã phải trả giá với bàn thua vừa rồi. Người có tình huống làm bàn là số 4 Thanh Hải, cầu thủ đã có được đường chuyền kiến tạo ở bàn thắng trước đó dành cho câu lạc bộ trung niên quận 9.
Quá đáng tiếc. Lần này thì đến lượt anh Ánh có pha đáp trả ở tình huống kiến tạo dành cho số 4. Và dứt điểm cũng rất kỹ thuật. 2-0 dành cho câu lạc bộ Trung Niên quận 9. Xin chào Thanh Duy. Trọng tài xác định không có lỗi của các cầu thủ áo xanh trong tình huống tranh chấp. Xin chào Huy Trinh. Chủ tịch của câu lạc bộ bơm nước Huy Trinh cũng đang theo dõi trực tiếp trận đấu qua sóng livestream của Media 68 Bóng đá phủ miền Tây lúc này. Và các bóng của đội trưởng mang áo số 6 bên phía nông trường Cầu Khởi. Đó là vị trí của Nguyễn Hữu Lộc. Thời cơ quay trở lại dành cho các cầu thủ áo vàng. Đó là một tình huống dứt điểm thẳng của số 10 bên phía nông trường Cầu Khởi, vị trí của Đặng Thành Công. Rất khéo. Vẫn là những tình huống xoay trở rất khéo léo của Thanh Hải. Bóng lại trôi quá sâu rồi. Hữu Lộc. Quốc Trung. Pha để mất bóng của số 18. Những tình huống xoay trở khá lắc léo của cầu thủ áo số 12 đó là Thanh Trí. Đường truyền của đội trưởng Hữu Lộc. Đây là số 10 Thành Công. Và mở biên nhưng bóng đã trôi quá sâu. Những pha xoay trở tốt của các cầu thủ áo xanh. Khi mà lúc này đây họ đang có được lợi thế dẫn bàn với cách biệt là 2 bàn thắng. Một cách biệt rất an tâm dành cho các cổ động viên của Trung Niên quận 9. Thành Công. Pha lao ra vẫn là rất hợp lý của thủ thành bên phía câu lạc bộ Trung Niên quận 9. Bây giờ thì sẽ có quả đá phạt dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng Trung Niên quận 9. Trận đấu dự kiến được diễn ra vào lúc 14 giờ. Nhưng do một vài yếu tố khách quan từ phía sân vận động Thống Nhất, cho nên ban tổ chức đã quyết định giờ thi đấu của trận đấu được đôn lên sớm hơn 30 phút. Một pha trả bóng cực kỳ nguy hiểm. Rất may mắn là thủ thành của câu lạc bộ Trung Niên quận 9 vẫn có những pha ra vào cực kỳ hợp lý. Tỷ số cho đến thời điểm này vẫn đang tạm thời là 2-0 nghiêng về câu lạc bộ Trung Niên quận 9. Trận đấu sẽ được quay trở lại và tiếp tục.
Đường chuyền hay, nhưng các thủ áo vàng đã không thể theo kịp đường chuyền. Quốc Trung, Văn Lực Quốc Trung. Một tình huống mở bóng tốt dành cho anh Ánh. Kịp không? Bóng đã trôi hết đường biên dọc. Nỗ lực xử lý của số 9 là không thành công khi mà đường chuyền của đồng đội là quá thừa lực. Tiếp tục không, như vậy trọng tài xác định đó là quả ném biên dành cho các cầu thủ bên phía câu lạc bộ Trung Niên quận 9. Bóng vẫn tiếp tục, Quốc Trung rất khéo. Đây là tình huống mở tốc độ của số 19 bên phía đội áo xanh. Đó là vị trí của Công Khanh. Không được. Tình huống chọc khe vẫn chưa thành công. Quốc Trung. Rất hợp lý. Kịp không? Nỗ lực thoát xuống của cầu thủ áo số 4. Đó là vị trí của Thanh Hải, cầu thủ đã có được một bàn thắng và một đường chuyền kiến tạo thành bàn. Pha xoay trở khá khéo léo của cầu thủ mang áo số 11. Quả treo bóng chưa đến được vị trí của Quốc Trung. Đường chuyền vẫn còn cơ hội. Không vào. Cú dứt điểm quá nhẹ chân và không thể có được bàn thắng dành cho câu lạc bộ Trung Niên quận 9. Cú đặt lòng quá nhẹ. Thời cơ quay trở lại dành cho các cầu thủ bên phía nông trường Cầu Khởi. Bóng vẫn tiếp tục. Dứt điểm ngay. Quá đơn giản. Tình huống quá đơn giản dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng Trung Niên quận 9. Khi mà cầu thủ áo vàng đã dứt điểm quá nhẹ chân. Và dứt điểm đến từ vị trí của cầu thủ áo số 12. Đó là Thanh Trí. Bây giờ sẽ có một quả phát bóng lên dành cho thủ thành của câu lạc bộ Trung Niên quận 9. Quốc Trung. Pha xử lý không thành công của số 18. Pha xoay trở rất khéo léo của số 7 bên phía đội bóng áo vàng, nhưng cuối cùng vẫn có một pha cắt bóng chính xác của cầu thủ hàng phòng ngự bên phía câu lạc bộ Trung Niên quận 9. Đường chuyền của Văn Hải, nhưng đó là một đường chuyền quá nhẹ chân. Quốc Trung. Bóng vẫn còn. Thanh Hải. Vẫn là số 4. Quốc Trung. Pha xoay trở của Tấn Minh.
Tấn Minh và Anh Ninh đang là cặp trung vệ hiện tại của các cầu thủ trung niên quận 9. Trọng tài đã cắt còi rồi. Đá phạt dành cho các cầu thủ bên phía trung niên quận 9. Quốc Trung rất hay. Nhưng bóng đã trôi hơi sâu. Quả đá phạt dành cho các cầu thủ vàng. Thành Hải. Quốc Trung. Không được. Pha lướt bóng hay của cầu thủ vàng. Thời cơ quay trở lại dành cho câu lạc bộ công nông trường Cầu Khởi. Và vừa rồi trọng tài đã cắt còi và xác định sẽ có một quả đá phạt dành cho các cầu thủ áo vàng. Dứt điểm. Phải dứt điểm lại là quá nhẹ. Vẫn chưa có được bàn thắng dành cho câu lạc bộ nông trường Cầu Khởi trong tình huống tấn công vừa rồi. Quá đáng tiếc. Pha đỡ bóng bước một là khá tốt nhưng cú dứt điểm thì lại quá nhẹ. Nó giống như là một đường truyền về dành cho thủ môn đối phương. Vẫn đang có những khó khăn dành cho các cầu thủ bên phía đỡ bóng nông trường Cầu Khởi ở trong khoảng thời gian này. Hàng phòng ngự của trung niên quận 9 họ vẫn đang chơi quá tốt và hàng công vẫn đang thi đấu cực kỳ hiệu quả, rất khéo léo. Pha xử lý rất hay của số 4. Trọng tài đã cắt còi rồi. Đã có lỗi để bóng chạm tay của một cầu thủ áo vàng. Thời cơ sẽ dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng trung niên quận 9 ở trong pha bóng này. Số 7 Hồ Điệp và số 18 Quốc Trung đang là những cầu thủ đứng trước quả đá phạt. Quốc Trung không vào. Như vậy người dứt điểm ở trong pha bóng vừa rồi là số 7 Hồ Điệp chứ không phải là Quốc Trung. Bóng đã đi trên cột dọc, không có được bàn thắng thứ ba dành cho câu lạc bộ trung niên quận 9. Một pha dứt điểm rất kỹ thuật của số 7 nhưng thiếu một chút may mắn để có thể mang về bàn thắng thứ ba dành cho câu lạc bộ trung niên quận 9. Pha xoay trở khá khéo léo của số 7. Một cú dứt điểm thẳng. Và đó là một tình huống quá đơn giản dành cho thủ thành của trung niên quận 9. Đường truyền không chính xác của Quốc Trung. Bỏ
bóng đã chạm vào lưng của một cầu thủ áo vàng. Quốc Trung rất hay, không được, quá đáng tiếc, đường cho khe quá hay của Quốc Trung, nhưng hơi đáng tiếc là đồng đội ở nhịp cuối cùng đã bị gãy và không thể có được một pha tiếp bóng. Quá đáng tiếc dành cho cơ hội của số 19 Công Khanh. Rất nỗ lực nhưng đó là pha xoay trở không thành công. Dứt điểm. Vẫn là một tình huống ra chân quá đơn giản dành cho thủ thành của câu lạc bộ Trung Niên Quận 9. Pha bóng khá chủ động của Thanh Hải. Vẫn là số 20. Hữu Lộc. Đây là số 12 Thanh Trí. Hữu Lộc. Thời cơ quay trở lại dành cho các thủ vàng. Như vậy đã có lỗi việt vị rồi. Quá đáng tiếc. Bóng đã được đưa vào lưới sau cú ra chân của cầu thủ mang áo số 14. Nhưng trọng tài xác định đã có lỗi việt vị trước đó của cầu thủ này. Trước đó một cầu thủ bên phía Trung Niên Quận 9 đã bị đau, đó là vị trí của Anh Ninh, một trong hai trung vệ của câu lạc bộ Trung Niên Quận 9. Bây giờ sẽ là một tình huống đá phạt lên ở pha bóng việt vị trước đó của cầu thủ áo vàng. Kịp không? Rất nỗ lực. Đó là pha bóng của Hữu Lộc. Vẫn còn. Kịp không? Pha đánh chặn kịp thời của Tấn Minh. Bóng vẫn tiếp tục. Như vậy sẽ có quả ném biên dành cho các cầu thủ. Không, bóng vẫn còn. Trọng tài xác định bóng vẫn còn trong cuộc. Lỗi việt vị rồi. Con đi qua bên kia ngồi để ngồi villa đó. Qua bên rìa. Phút 33 của hiệp 1 và tỷ số lúc này vẫn đang tạm thời là 2-0. Nghiêng về câu lạc bộ Trung Niên Quận 9. Vừa rồi thì đã có lỗi của các cầu thủ áo vàng. Và lúc này đây quả đá phạt nó sẽ tiếp tục dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng Trung Niên Quận 9. Lợi thế về mặt tỷ số lúc này vẫn đang tạm thời là 2 bàn. Nghiêng về các cầu thủ áo xanh.
Đó là một quả treo bóng tốt của Quốc Trung. Vẫn còn thời cơ vẫn đang dành cho các cầu thủ áo xanh. Pha xoay trở rất hay. Không được. Ở nhịp cuối cùng thì cầu thủ của Trung Niên quận 9 vẫn chưa kịp thời tung ra được cú dứt điểm. Phản công bây giờ sẽ dành cho các cầu thủ áo vàng. Thủ thành của đội bóng Trung Niên quận 9 đã lao ra khá xa. Tỷ số bây giờ là 1-2. Cú dứt điểm thành bằng của cầu thủ mang áo số 9 bên phía nông trường Cầu Khởi. 1-2. Bàn thắng rút ngắn tỷ số nó đã đến dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng áo vàng. Sau rất nhiều những nỗ lực, sau rất nhiều những thời cơ, thì bây giờ các cầu thủ áo vàng họ đã có được cho mình bàn thắng rút ngắn tỷ số trận đấu. Và lúc này đây cách biệt chỉ còn lại là một bàn mà thôi. Cú dứt điểm từ xa chuẩn xác. Anh Ánh. Khoảng thời gian nó vẫn còn khá nhiều dành cho các cầu thủ bên phía câu lạc bộ nông trường Cầu Khởi. Và khoảng cách lúc này đây chỉ còn lại là một bàn. Tiếp tục là một pha bóng khá hay. Thành công. Pha thoát xuống của số 9. Đây là cầu thủ vừa ghi bàn thắng rút ngắn tỷ số dành cho đội bóng áo vàng. Bóng vẫn tiếp tục. Sức nỗ lực. Chúng ta đã cắt còi rồi. Đá phạt dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng áo vàng. Pha đi bóng rất khéo léo của cầu thủ áo số 7 bên phía câu lạc bộ nông trường Cầu Khởi. Cự ly là rất gần và góc sút cũng là rất rộng ở trong tình huống này. Các cầu thủ áo vàng đang rất nắng nót ở trong tình huống này. Số 7 và số 8 đang là hai cầu thủ đứng trước bóng. Dứt điểm. Bóng đã đi trên cột dọc. Cú ra chân chưa thành công của cầu thủ áo số 7 bên phía câu lạc bộ nông trường Cầu Khởi. Rất hay, không có lỗi việt vị. Thời cơ tiếp theo dành cho các cầu thủ áo xanh. Vẫn còn, không vào. Quá đáng tiếc cơ hội được trao cho cầu thủ áo số 4 đó là Thanh Hải. Cú dứt điểm đưa bóng về phía góc gần chưa thành công của các cầu thủ bên phía đội áo xanh. Pha chớp thời cơ khá nhanh của các cầu thủ bên phía câu lạc bộ Trung Niên quận 9. Vẫn còn, rất khéo. Rất nhanh chân. Thủ thành của Trung Niên quận 9 đã lao ra rất kịp thời. Một cầu thủ áo xanh đang bị đau sau nỗ lực tranh chấp. Sớm vậy.
Như vậy lúc này đây đã có một cầu thủ áo xanh đã rời sân và sẽ không thể tiếp tục thi đấu. Đó là vị trí của cầu thủ Mao số 3, vị trí của anh Ninh. Quả ném biên dành cho các cầu thủ áo vàng. Quốc Trung. Như vậy lúc này thì trọng tài đã nói còi kết thúc hiệp đấu đầu tiên, và sau khi kết thúc hiệp 1, Trung Niên quận 9 đang tạm thời dẫn trước các cầu thủ Nông Trường Cầu Khởi với tỷ số là 2-1. Xin mời tất cả quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng nghỉ giải lao trong ít phút để đến với hiệp 2 của trận đấu này. We'll be right back.
Và xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn, chúng ta cùng quay trở lại với sân vận động Thống Nhất để cùng theo dõi diễn biến hiệp thi đấu thứ hai. Trận đấu giao hữu giữa hai câu lạc bộ Nông Trường Cầu Khởi và Trung Niên Quận 9. Hiệp thi đấu thứ nhất tạm thời khép lại thì các cầu thủ bên phía câu lạc bộ Trung Niên Quận 9 đang tạm thời dẫn trước Nông Trường Cầu Khởi với tỷ số là 2-1. Và bây giờ thì xin mời tất cả quý vị chúng ta sẽ cùng theo dõi diễn biến của hiệp thi đấu thứ hai. Và hãy cùng chờ đợi xem liệu các cầu thủ hai đội sẽ có thể tìm kiếm thêm được cho mình những bàn thắng hay không. Ở trong hiệp đấu thứ hai này thì hai đội sẽ đảo sân và hiệp hai đã chính thức bắt đầu. Ở trong hiệp đấu thứ hai này thì các cầu thủ bên phía Nông Trường Cầu Khởi họ là bên giao bóng trước. Hiệp đấu thứ nhất có thể nói là một hiệp đấu khá chủ động của các cầu thủ bên phía Nông Trường Cầu Khởi. Họ có các cầu thủ trải đều ở ba tuyến nhưng những sai lầm chết người ở hệ thống phòng ngự đã khiến họ phải trả giá với hai bàn thua. Trong khi đó khoảng thời gian cuối hiệp 1, các cầu thủ bên phía đội bóng áo vàng của Nông Trường Cầu Khởi họ cũng đã tận dụng được một thời cơ rất tốt để mang về bàn thắng rút ngắn tỷ số dành cho đội bóng của mình. Đường chuyền dài của cầu thủ áo số 14 bên phía đội bóng áo xanh đó là Michel. Công Khanh. Nỗ lực áp sát là của cầu thủ áo số 7 Tấn Minh. Cầu thủ cũng đã chơi khá hay ở trong hiệp thi đấu thứ nhất. Mặc dù vậy thì nỗ lực xử lý của Tấn Minh vẫn chưa thể giúp cho cầu thủ này có được cho mình bàn thắng. Quả ném biên bây giờ sẽ dành cho các cầu thủ áo vàng. Khoảng cách là một bàn thắng dành cho câu lạc bộ Trung Niên Quận 9. Một cách biệt khá mong manh lúc này. Bóng vàng tiếp tục. Bóng vẫn còn. Tình huống chạm bóng của Quốc Thành. Nhưng pha bóng mà số 9 đã có một tư thế hơi với. Quả ném biên bây giờ sẽ quay trở lại dành cho các cầu thủ bên phía câu lạc bộ Trung Niên Quận 9. Cơ hội không được. Một pha tắt bóng rất quyết đoán của Hồng Quỳ, số 19 của đội bóng áo vàng. Không có gì khó khăn dành cho thủ thành mang áo số 1 của câu lạc bộ Nông Trường Cầu Khởi. Đây là số 8 Công Tài. Hữu Lộc.
đường chuyền dài của đội trưởng Hữu Lộc dành cho số 9. Rất nỗ lực nhưng bóng đã trôi hết được biên dọc. Quả ném biên bây giờ sẽ quay trở lại dành cho các cầu thủ bên phía câu lạc bộ Trung Niên Quận 9. Bóng vẫn tiếp tục. Quả ném biên bây giờ sẽ dành cho các cầu thủ bên phía câu lạc bộ Nam Trường Cầu Khởi. Đây là số 19. Trọng tài đã cắt còi rồi. Đá phạt sẽ dành cho các cầu thủ vàng. Người đứng trước quả đá phạt đang là số 12 Nguyễn Thành Trí. Không, như vậy đội trưởng Hữu Lộc sẽ là người thực hiện quả đá phạt dành cho các cầu thủ vàng. Trọng tài. Quá đáng tiếc, bóng đã trôi hết đường biên ngang. Không được. Nỗ lực xoay trở không thành công của Michel. Bây giờ thì sẽ là một quả ném biên dành cho các cầu thủ vàng. Quốc Thành. Pha xoay trở của Quốc Thành. Quá đơn giản. Vẫn còn. Một bóng khá nguy hiểm. Xích chút nữa thì bóng đã đi vào lưới. Một tình huống chưa thật sự tập trung của thủ thành bên phía câu lạc bộ Trung Niên Quận 9. Hiệp thi đấu thứ hai sẽ là một hiệp đấu hơi khó khăn dành cho đội bóng áo xanh, khi mà đội hình của họ với các cầu thủ ở độ tuổi trung bình cao hơn so với câu lạc bộ Nông Trường Cầu Khởi. Và lúc này đây, bên phía đội bóng áo vàng đang sở hữu một vài cầu thủ có kỹ thuật và tốc độ rất tốt. Bên đây nè anh, bên đây chút xíu làm chặn mình, là chỗ bố Ngọc á. Chỗ bố Ngọc tí xíu quay chặn mình. Còn MC là phía dưới anh. Còn bên bố Ngọc là bình luận chặn của anh em, chỗ chặn của mấy anh á. Dạ, còn MC chương trình là của phía dưới. Dạ dạ, chỗ bố Ngọc là bình luận tí xíu chặn của anh. Quả ném biên bây giờ sẽ tiếp tục dành cho các cầu thủ bên phía câu lạc bộ Trung Niên Quận 9. Tỷ số cho đến thời điểm này vẫn đang tạm thời là 2-1 nghiêng về các cầu thủ áo xanh. Michel. Cơ hội bây giờ quay trở lại dành cho các cầu thủ áo xanh. Hơi lập bập nhưng bóng vẫn còn. Với việc thi đấu dưới thời tiết nắng nóng như thế này sẽ là một điều kiện rất khó khăn dành cho các cầu thủ đã thuộc lứa tuổi trung niên. Những bước chạy rất nỗ lực của các cầu thủ áo xanh. Rất thoáng. Pha xoay trở. Không được. Đường chuyền không thành công của Xuân Long. Thời cơ vẫn đang tiếp tục dành cho câu lạc bộ Trung Niên Quận 9. Rất hay. Kịp không? Michel. Tiếp tục là Michel. Đưa bóng về thứ hai. Cơ hội. Dứt điểm từ xa không vào. Và đây sẽ là câu trả lời của các cầu thủ bên phía đội bóng áo vàng. Rất hay. Quốc Thành. Quốc Thành. Tiếp tục là Quốc Thành. Không được. Một pha phòng ngự tốt của số 19 bên phía câu lạc bộ Trung Niên Quận 9. Đó là vị trí của Công Khanh. Trước đó là một thời cơ bị bỏ lỡ rất đáng tiếc dành cho câu lạc bộ Trung Niên Quận 9. Cao thủ xanh đã không kịp thời tung ra pha dứt điểm.
rất chủ động. Nhưng trọng tài vừa rồi đã cắt còi và xác định có lỗi của số 4 bên phía câu lạc bộ Nông Trường Cầu Khởi. Đó là vị trí của Trọng Khiên. Các cầu thủ áo vàng họ đang rất chịu khó áp sát. Tiếp tục là đường mở bóng khá hay. Rất hợp lý, nhưng cũng là một đường chuyền khá mạo hiểm. Michel. Đường chuyền đưa bóng trôi quá sâu. Rất hợp lý và khá nhịp nhàng. Rất hay. Pha thoát xuống của anh Dân. Thời cơ vẫn còn. Anh Tuấn. Xuân Long. Đường chuyền hợp lý. Michel. Michel pha căng ngang. Vẫn còn. Vào. 3-1 dành cho các cầu thủ bên phía câu lạc bộ Trung Niên Quận 9. Và phối hợp quá hay. Vừa rồi thì sau khi ghi bàn, tiền đạo của Trung Niên Quận 9 đã có một pha ăn mừng cùng với thủ thành của Nông Trường Cầu Khởi. 3-1 dành cho các thủ xanh. Lại một lần nữa đội bóng xanh cho thấy được sự hợp lý của mình trong những pha bóng quyết định. Người ghi bàn là cầu thủ áo số 15, đó là anh Tuấn. Chúng ta sẽ cùng theo dõi lại tình huống này. Không hề có lỗi việt vị của anh Michel. Và pha căng ngang rất hợp lý. Mặc dù trước đó số 10 của Trung Niên Quận 9 không thể kịp thời tung ra cú dứt điểm, đó là vị trí của anh Hiến. Nhưng ở phía sau vẫn còn đó vị trí của anh Tuấn. Và số 15 đã dứt điểm chuẩn xác, mang về bàn thắng thứ 3 dành cho câu lạc bộ Trung Niên Quận 9. Rất hay. Đường chơi bóng tốt. Thời cơ bây giờ dành cho cầu thủ áo số 8. Tiếp tục là Michel. Đường chuyền ngang không vào. Quả đá phạt góc dành cho các cầu thủ bên phía câu lạc bộ Trung Niên Quận 9. Các cầu thủ áo xanh vẫn đang rất chịu khó gây sức ép ở trong khoảng thời gian vừa qua. Michel. Không được. Pha xử lý không thành công của số 14. Phản công quay trở lại dành cho Nông Trường Cầu Khởi. Thanh Hải. Một đường vẫy má rất kỹ thuật của Thanh Hải. Thời cơ bây giờ sẽ dành cho các cầu thủ áo xanh. Không vào. Suýt chút nữa đã có một pha đốt lưới nhà của các cầu thủ bên phía đội bóng vàng. Văn Thương đã có một pha cắt bóng nhưng lại là một cú dứt điểm. Chúng ta sẽ cùng theo dõi lại một cú vẫy má mang phong cách Trivela rất kỹ thuật của Michel. Những pha xử lý vẫn còn rất ngẫu hứng của các cầu thủ thuộc lứa trung niên của đội bóng áo xanh. May mắn lần này đã mỉm cười với các cầu thủ Nông Trường Cầu Khởi khi mà bóng đã đập vào cột dọc và đi ra ngoài. Mặc dù vậy lúc này đây vẫn sẽ có thêm một quả đá phạt góc nữa dành cho các cầu thủ bên phía Trung Niên Quận 9. Ở khoảng thời gian đầu hiệp 2 thì sự chủ động nó thuộc về các cầu thủ bên phía đội bóng vàng. Nhưng bây giờ thì mọi thứ nó đang thuộc về Trung Niên Quận 9 và họ cũng đã có được cho mình bàn thắng thứ 3 ở trong ít phút trước đó.
Và tiếp tục các cầu thủ áo xanh họ vẫn đang gây sức ép. Pha bóng khá chủ động và trọng tài xác định có lỗi của cầu thủ bên phía đội bóng trung niên quận 9. Pha tranh chấp giữa hai cầu thủ cùng mang áo số 8, Công Tài của Nông Trường Cầu Khởi và Hữu Mỹ của trung niên quận 9. Không được. Đường truyền là khá ý đồ nhưng nó đã bị chặn lại bởi một cầu thủ bên hàng phòng ngự của trung niên quận 9. Rất chắc ở trong pha lướt trụ vừa rồi. Vẫn còn. Đưa bóng vào. Và vẫn tiếp tục. Anh Tuấn, đây là cầu thủ đã ghi bàn thắng thứ 3 dành cho đội bóng áo xanh. Quả treo bóng hay, Michel không được. Số 14 đã thoát xuống nhưng anh không thể có bất cứ một tình huống nào có thể coi là dứt điểm ở trong pha bóng này. Chúng ta sẽ cùng theo dõi là pha quay chậm. Thời cơ quay trở lại dành cho các cầu thủ vàng. Chúng ta đã cắt còi rồi, đã phạt lên dành cho câu lạc bộ trung niên quận 9. Bóng vẫn tiếp tục. Pha xử lý không thành công của số 15. Đó là vị trí của anh Tuấn. Rất nỗ lực. Chúng ta đã cắt còi và xác định có lỗi của cầu thủ áo xanh. Nỗ lực thoát xuống là của cầu thủ áo số 7 Tấn Minh. Tấn Minh vẫn chưa thể có được nhiều khoảng trống. Hữu Lộc. Vẫn còn, phản công dành cho các cầu thủ trung niên quận 9. Kịp không? Bóng vẫn còn. Pha xoay trở khá khéo léo của Thanh Hải. Cầu thủ áo số 4 của trung niên quận 9 cũng đã chơi rất hay ở trong hiệp đấu thứ nhất. Bóng vẫn còn. Pha bóng chủ động của các cầu thủ áo xanh vẫn còn. Chúng ta đã cắt còi rồi. Một tình huống mà có vẻ như số 8 của Nông Trường Cầu Khởi, đó là vị trí của Công Tài. Anh đã hơi nóng vội. Chúng ta sẽ cùng theo dõi lại pha tranh chấp này. Mặc dù các cầu thủ cũng đều đã thuộc lứa tuổi trung niên nhưng chúng ta cũng có thể thấy những pha tranh chấp vẫn còn đang rất quyết liệt. Bóng vẫn tiếp tục. Không được, đường chuyền cuối cùng là không thành công. Rất nỗ lực. Không được rồi. Đường chuyền không thành công của số 17 Chế Thành.
Như vậy trên màn nhỏ của tất cả quý vị và các bạn đó là nam ca sĩ Chế Thanh. Một nam ca sĩ mang rất nhiều tuổi thơ dành cho những ai thuộc lứa 8X. Đường truyền của số 16 đó là vị trí của Xuân Long. Michel rất hay. Cơ hội vẫn còn dành cho các cầu thủ áo xanh. Đường truyền ngang. Vẫn có bàn thắng dành cho trung niên quận 9. Quá hay. 4-1 dành cho các cầu thủ áo xanh. Rõ ràng là chúng ta không nên nhìn vào lứa tuổi mà đánh giá sớm về trận đấu này. Thật đúng với cái câu gừng càng già càng cay, các cầu thủ áo xanh đang chơi quá hay và rất hiệu quả ở trong trận đấu này. Chúng ta sẽ cùng theo dõi lại pha bóng này. Lại là một đường truyền xuất phát từ số 14 Michel. Đường truyền kiến tạo là của anh Dân. Anh Tuấn đã có một cú dứt điểm, và mặc dù số 24 của nông trường Cầu Khởi đã rất nỗ lực, đó là Thái Bình, nhưng cũng không thể cứu cho các cầu thủ bên phía đội áo vàng tránh khỏi một bàn thua. Bốn một dành cho các cầu thủ bên phía câu lạc bộ Trung niên quận 9. Sự hiệu quả đang được đẩy lên rất cao trong đội hình của các cầu thủ Trung niên quận 9. Một tình huống tì bóng rất kinh nghiệm của số 4. Cơ hội sẽ quay trở lại dành cho các cầu thủ xanh. Nỗ lực rất hành. Vẫn còn. Vẫn đang là số 6. Dứt điểm đi. Bàn thắng thứ 5 dành cho trung niên quận 9 rồi. 5-1. Một pha xử lý rất kinh nghiệm. Những lỗ hổng quá lớn ở hệ thống phòng ngự của nông trường Cầu Khởi đã khiến cho đội bóng vàng phải trả giá. Và lúc này đây, các vị trí trên hàng công vẫn chưa kịp thời tỏa sáng, thì hàng phòng ngự lại tiếp tục phải nhận thêm một bàn thua. Pha thoát xuống là của anh Dân. Một pha dứt điểm rất nhẹ nhàng nhưng nó đủ để có thể đánh bại được thủ thành của câu lạc bộ nông trường Cầu Khởi. 5-1 dành cho trung niên quận 9. Rất hợp lý. Đường truyền trước đó là của số 8 Hữu Mỹ. Thời cơ tiếp theo dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng xanh. Đội bóng trung niên quận 9. Trước đó thì số 7 của nông trường Cầu Khởi đã rời sân để nhường lại vị trí cho cầu thủ áo số 2. Lợi thế dành cho các cầu thủ xanh. Không được. Bóng vẫn còn. Đường truyền hay. Hữu Mỹ. Dứt điểm. Không vào. Cú ra chân khá tốt của số 8. Nhưng bóng đi vẫn còn thiếu lực. Thời cơ dành cho số 9 bên phía đội bóng áo vàng. Chế Thành. Vẫn là ca sĩ Chế Thành. Đường truyền ngang. Dứt điểm. Đã có bàn thắng thứ hai dành cho các cầu thủ bên phía câu lạc bộ nông trường Cầu Khởi, và đó là cú đúp bàn thắng của số 9 Quốc Thành. Quốc Thành đã ghi bàn sau đường truyền kiến tạo của nam ca sĩ Chế Thành. 2-5. Chúng ta sẽ cùng theo dõi lại những tình huống xoay trở. Và cuối cùng các cầu thủ áo vàng họ cũng đã có được cho mình bàn thắng.
không có lỗi việc gì. Công Khanh, những pha xoay trở rất kinh nghiệm. Không được. Ở trong hiệp đấu thứ hai và cho đến thời điểm này, các cầu thủ bên phía đội bóng Trung Niên Quận 9 họ đang kiểm soát bóng nhiều hơn. Những sự điều chỉnh tiếp theo bên phía đội bóng áo xanh. Số 9 Anh Ánh sẽ quay trở lại đội hình. Người đợi sân là cầu thủ mang áo số 3. Đó là Anh Ninh. Vẫn còn. Chưa kịp thời tung ra pha dứt điểm. Hữu Mỹ. Vừa rồi thì đội trưởng mang áo số 12 Thành Trí đã thi đấu chủ động hơn. Như vậy là sau khi số 6 Nguyễn Hữu Lộc rời sân thì chiếc băng đội trưởng của Nông Trường Cầu Khởi đang được trao lại cho số 12 Thành Trí. Quả treo bóng. Sự chủ động đã thuộc về thủ thành của Trung Niên Quận 9. Không được, đường truyền hơi mạnh. Và pha thoát xuống không thành công của số 6 vị trí của Anh Dân. Xuân Long. Tiếp tục là số 16. Đường truyền rất ý đồ. Đây sẽ là cơ hội tiếp theo dành cho cầu thủ áo số 6 của đội bóng Trung Niên Quận 9. Tỷ số lúc này đã là 6-2. Pha phối hợp quá hay của các cầu thủ bên phía Trung Niên Quận 9 và họ đã có được cho mình bàn thắng tiếp theo ở trận đấu này. Những pha phối hợp mang rất nhiều ý đồ của các cầu thủ bên phía Trung Niên Quận 9. Và họ lại một lần nữa thành công chọt thủng lưới thủ thành của Nông Trường Cầu Khởi. Không hề có lỗi việc vị của cầu thủ áo số 6 Anh Dân ở trong tình huống này. Bóng lại về chân của các cầu thủ xanh. Rất bình tĩnh. Pha xoay trở quá hay của số 12 đó là anh Đình Cường. Anh Đình Cường và anh Xuân Long đang là những nhân tố ở trung tâm hàng tiền vệ của đội bóng áo xanh. Rất hợp lý. Vẫn là số 10. Không được. Pha mớm bóng không thành công của anh Hiển. Những pha phối hợp của các cầu thủ áo vàng đang tỏ ra thiếu mạch lạc và chưa thật sự hợp lý. Trong khi đó với các cầu thủ áo xanh, họ đang chơi ngày càng hưng phấn, mặc dù trong giai đoạn này thể lực đang là một vấn đề lớn dành cho các cầu thủ bên phía Trung Niên Quận 9. Nhưng họ đang thi đấu rất hiệu quả và liên tục có được những bàn thắng. Hai bàn thắng ở hiệp đấu đầu tiên. Và thêm 4 bàn nữa cho đến giai đoạn này. Và thời gian của hiệp 2 vẫn còn.
rất tự tin. Chẳng có gì phải vội cả. Khoảng cách 4 bàn rất an tâm. Rất kỹ thuật, pha xử lý hay nữa của Thanh Hải. Vẫn còn. Những pha tấn công của các cầu thủ trung niên quận 9 lúc này đây đang tỏ ra cực kỳ đa dạng. Không có lỗi việc vậy, Hữu Mỹ rất hay. Một pha bóng hơi lỡ nhịp của anh Hiển. Bóng đã trôi hết ở biên dọc rồi. Quả ném biên sẽ dành cho các cầu thủ bên phía Nông Trường Cầu Khởi. Sự điều chỉnh tiếp theo bên phía trung niên quận 9. Số 15 anh Tuấn rời sân và người được tung vào sân đó là số 5. Đó là vị trí của Tấn Minh. Tấn Minh, Michel, Hữu Mỹ, đường truyền hơi mạnh. Lần này thì bóng đã trôi quá sâu. Pha xoay trở tốt, Tấn Minh. Không được. Pha phối hợp không hiểu ý giữa Michel và Hữu Mỹ. Một pha chèo bóng khá hay của Minh Sang. Chế Thành. Vẫn là nam ca sĩ Chế Thành. Lỗi việc vị rồi. Lỗi việc vị rất rõ ràng. Trợ lý trọng tài đã căng cờ rất nhanh. Xuân Long. Tấn Minh. Thời gian của hiệp đấu thứ hai là không còn nhiều. Michel. Lúc này đây có thể nói chiến thắng đã nằm gọn trong tay của các cầu thủ Nông Trường. Xin lỗi, các cầu thủ bên phía trung niên quận 9. Khi mà thời gian của hiệp 2 lúc này là không còn nhiều nữa dành cho Nông Trường Cầu Khởi. Rất hợp lý. Thanh Hải. Bóng vẫn còn. Đây là vị trí của anh Dân. Rất kỹ thuật Tấn Minh. Những pha xử lý quá hay của các cầu thủ bên phía trung niên quận 9 ở trong trận đấu ngày hôm nay. Hữu Mỹ. Michel. Hữu Mỹ. Không được. Nỗ lực áp sát vẫn còn. Chưa thể kịp thời áp sát để tung ra cú dứt điểm. Những pha xử lý rất kinh nghiệm của các cầu thủ áo xanh.
rất bình tĩnh để cố gắng giữ bóng và cầm nhịp. Xuân Long, Hữu Mỹ, pha xoay trở rất khéo léo của Michel. Bóng vẫn còn, Michel. Bóng vẫn tiếp tục. Cơ hội quay trở lại dành cho các cầu thủ bên phía câu lạc bộ Nông Trường Cầu Khởi. Lỗi việt vị của nam ca sĩ Chế Thành. Sự điều chỉnh bên phía các cầu thủ xanh. Hữu Mỹ rời sân để nhường lại vị trí cho cầu thủ mang áo số 11. Thành Trí. Rất hợp lý, không có lỗi việt vị của số 9 Quốc Thành. Quốc Thành và căng ngang, chưa vượt qua được đôi tay của thủ thành bên phía Trung Niên quận 9. Lúc này trọng tài đã nói còi kết thúc trận đấu và chiến thắng chung cuộc 6-2 thuộc về Trung Niên quận 9. Một trận đấu quá hay của các cầu thủ bên phía đội bóng xanh. Mặc dù xét về độ tuổi trung bình, đội bóng xanh họ nhỉnh hơn đối thủ và họ cũng không có quá nhiều những cầu thủ tốc độ trong đội hình của mình. Mặc dù vậy, sự hiệu quả đã được đặt lên hàng đầu và các cầu thủ bên phía Trung Niên quận 9 họ đã giành được chiến thắng ở trong trận đấu này. Xin gửi lời chào tạm biệt đến tất cả quý vị và các bạn đã theo dõi buổi tường thuật trực tiếp của chúng tôi. Ekip của Media 68 bóng đá phố miền Tây xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.